mệnh người. Mình là Xuân Khánh, học lớp 11, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại mình đang làm hồ sơ du học Mỹ tại trung tâm Villa. Bây giờ mình hãy cùng bắt đầu một tuần làm hồ sơ cùng với mình nha. Ở Villa thì có rất nhiều lớp học đa dạng khác nhau. Mình thì đang làm hồ sơ du học nên mình sẽ bắt buộc phải học lớp tới thứ tư. Còn sách thì mình học hai buổi là thứ ba và thứ bảy. Ngoài ra thì mình còn học một lớp IELTS vào chủ nhật nữa. Chỉ có một vài buổi như vậy thôi mà mình cũng cảm thấy rất khá là đuối rồi đó. Điều đặc biệt nhất ở Villa tụi mình là hệ thống học Basecamp. Tất cả các lớp mình tham gia đều sẽ có một kênh riêng. Thầy và các anh chị sẽ đưa tài liệu cũng như bài tập về nhà thông qua cái kênh này. Ngoài ra thì các thông báo cũng như là chat chít tụi mình đều có thể rất là dễ dàng sử dụng ở trên Basecamp. Ngoài ra thì các buổi học online của tụi mình sẽ diễn ra trên Zoom. Vì là một học sinh lớp 11 nên một ngày của mình gần như đầy ắp bài vở cũng như là thi cử, kiểm tra. May là ở Villa có hệ thống học online rất xịn nên mình vừa có thể quản lý được lịch học của bản thân, vừa tiết kiệm được thời gian đi lại. Hơn nữa trong thời đại 4.0 như bây giờ thì học cách làm việc online cũng là một điều tốt mà đúng không? Tối nay mình sẽ có một lớp SAT. Vì đây là lớp luyện đề nên chị sẽ gửi đề cho tụi mình qua khung chat của Zoom. Tụi mình sẽ làm bài và được tính thời gian y như lúc đi thi thực vậy, nên sẽ có rất nhiều lợi ích cho việc kiểm soát thời gian nè. Ta-da, và đây là điểm rating của mình. Giờ mình sẽ nghe chị sửa bài đây. Bây giờ là lúc mình đang sửa bài, chị sẽ giải thích rất cặn kỹ cho tụi mình tại sao lại chọn đáp án đó và tại sao tụi mình lại chọn sai. Thật sự thì cách chị truyền đạt rất là dễ hiểu luôn á. Hôm trước vì quá bận lịch học ở trường nên mình đã lỡ nghỉ mất một buổi SCT, nên bây giờ mình sẽ xem lại video record. Mình nghĩ đây cũng là một điểm cộng rất lớn cho việc học online đó. À, một điều đặc biệt là tất cả các lớp ở Villa đều được dạy bằng tiếng Anh, nên mình nghĩ kỹ năng nghe của mình sẽ được cải thiện rất nhiều sau những cái khóa học này từ thầy Nam và các anh chị. Tối thứ tư là buổi học mà mình mong chờ nhất trong tuần, vì lớp này thầy sẽ chỉ tất tường tật từ A đến Z về một bộ hồ sơ du học, đặc biệt là phần luận chính. Hôm nay thầy sẽ chỉ cho tụi mình cách khai thác ý tưởng luận qua những câu hỏi gợi ý mà thầy đã soạn nè. Cái lợi mà mình thấy của học online nữa là khi dạy, thầy sẽ chia sẻ màn hình. Vì thế đến những lúc có ví dụ thì thầy chia sẻ cho tụi mình rất thực tế. Mình có thể tiếp thu theo rất nhanh luôn. Kiểu như thầy type đến đâu mình nhìn đến đó, không hề bị miss một chữ nào hết á. Sau kết thúc buổi học, mình sẽ dành thời gian để làm resume. Với một đứa màu mè như mình thì chắc chắn resume cũng phải thật đẹp và chỉnh chu rồi. Một điểm mà mình thấy rất ấn tượng khi làm hồ sơ của Villa là tụi mình sẽ có các anh chị counselor cùng với thầy hỗ trợ theo dõi tiến độ hồ sơ của mình vô cùng sát sao luôn. Hơn nữa các anh chị đều là du học sinh Mỹ và là những người có kinh nghiệm apply du học rồi, nên dĩ nhiên là chất lượng bộ hồ sơ của mình sẽ khỏi phải bàn luôn nè. Mỗi tuần mình sẽ có một buổi office hour với các anh chị counselor. Hôm nay thì chị sẽ góp ý cho mình về bài luận chính của mình. Chị giúp mình khai thác rất nhiều về ý tưởng trong bài và cũng như khiến nó nổi bật hơn rất là nhiều luôn á. Biết làm sao khi người ta đọc vào á thì người ta cảm nhận được em là người như thế nào, thay vì em nêu ra em là người introvert hay là người timid. Buổi tối hôm nay thì mình có một lớp từ vựng SAT nên bây giờ mình sẽ tự ôn bài một tí. Mình hay viết từ vựng ra một quyển sổ như này nè. Ta-da! Một chút tích cực cổ vũ cho bản thân thôi nào. Sau khi học xong thì mình sẽ làm bài tập về nhà cho lớp SCT thứ 3. Nói thật, khi nhìn vào đề reading mình nản lắm luôn ấy. Mà thôi, vì một tương lai 1.600. Cố lên, cố lên, cố lên nào. Tới giờ học rồi. Lớp SCT thứ 7 thì chị sẽ dạy cho mình tips làm các dạng bài trong SCT và học các từ vựng song song, nên mình thấy đây là việc làm rất là có ích để cải thiện điểm SCT của mình luôn á.
Do chủ nhật mình khá rảnh rỗi nên mình sẽ lên trung tâm để ngồi làm đề IELTS. Vì đã thi một lần rồi nên mình đã có khá khá kinh nghiệm. Dạo gần đây mình chỉ ôm lại xíu để nâng ban điểm lên thôi. Cố lên vì mục tiêu 8.0 nào. Sau khi nghe thầy giảng hôm thứ tư thì mình đã có xíu ý tưởng cho bài luận chính của mình rồi nè. Nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu viết bài luận chính của mình ngay đây. Đến giờ phải trả nợ cho chị thôi. Thế là một tuần vừa làm hồ sơ vừa học của mình đã trôi qua như thế đấy. Mệt mỏi có, áp lực có, nhưng cứ mỗi ngày mình lại cảm thấy mình đang bước gần hơn đến với ước mơ của mình, nên mình thấy vui lắm lắm luôn. Dù học online có hơi vất vả một chút, nhưng thầy và các anh chị Vela luôn hỗ trợ mình hết mức, nên mình thấy việc đó cũng không phải là vấn đề quá lớn nữa. Quan trọng là bạn có chăm chỉ và cố gắng đủ hay không mà thôi. Các bạn ai đang chuẩn bị hồ sơ giống mình thì cũng đừng nản lòng nhé. Đoạn đường này còn dài, nhưng mà mình tin rằng nếu mà kiên trì thì tụi mình sẽ đến điểm cuối cùng. Chúc mọi người thành công nha. Bye bye. Và cuối cùng mình không thể không giới thiệu cho mọi người một siêu phẩm của Vela vừa mới ra lò, phiên bản chinh phục đường bay 2021. Nếu mọi người còn đang gặp rất là nhiều khó khăn với lại công cuộc apply hồ sơ của mình thì hãy tìm đến quyển sách này để đọc những lời chia sẻ thật không thể thật hơn của hơn 30 học sinh Vela niên khóa 2021 nha.